Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ đọc một bài báo từ cái tờ báo là CNN. Đây là cũng là một trong những tờ báo rất là nổi tiếng và chuyên cập nhật về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Thì hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn là lĩnh vực là travel. Cái tựa đề là Beach Chaos. Chaos có nghĩa là sự hỗn loạn ở những bãi biển. Thì sao? Threatens có nghĩa là đe dọa. Europe as temperatures rise có nghĩa là đe dọa châu Âu, cũng như là bởi vì là cái nhiệt độ tăng cao. Thì summer approaches có nghĩa là cũng như mùa hè đang đến. Thì temperatures are starting to rise có nghĩa là những cái nhiệt độ thì bắt đầu tăng cao rồi ở châu Âu. Và citizens có nghĩa là người dân ở nước này. Thì are looking towards có nghĩa là đang tìm kiếm the next vacation, có nghĩa là những cái kỳ nghỉ hè. Thì after months, sau nhiều tháng stuck có nghĩa là kẹt ở trong nhà, under lockdown restrictions, dưới cái kiểm soát của luật lockdown. Thì just last week, chỉ có tuần trước, thì cái the European Union unveil a plan. Unveil có nghĩa là tiết lộ ra một cái kế hoạch to offer people the chance to get some well-needed rest, có nghĩa là cung cấp cho mọi người cái cơ hội để mà có được những cái kỳ nghỉ hoặc là relaxation and fresh air. Recommendations có một vài cái recommendation to open internal borders, có nghĩa là để mở ra những cái biên giới ở bên trong, revive, làm sống dậy cái đường rail, là xe lửa, road, air and sea connections, and reinvigorate cũng là làm sống dậy luôn, nhưng mà người ta hay hát từ is hospitality sector, nghĩa là cái phân khúc mến khách to boost the tourism. But authorities are already struggling có nghĩa là vật lộn với to deal with, để mà đối phó với an influx of, có nghĩa là một nhiều những cái tourists and locals to one of summer's most convicted có nghĩa là thèm muốn, những cái địa điểm thèm muốn là the beach và biển. On Wednesday, just days after France lockdown restrictions eased to open hundreds of beaches. Thì Brittany Northwest Prefecture có nghĩa là quận ở Morbihan thì close by beaches đóng 5 cái biển, following unacceptable behavior, nghĩa là những cái cư xử không thể chấp nhận được, and failure, thất bại, to comply with, comply là tuân theo social distancing measures, nghĩa là những cái luật giãn cách xã hội, social distancing là giãn cách xã hội. Meanwhile, trong khi đó thì authorities, những cái nhà cầm quyền ở Dutch thì những cái province là tỉnh coastal, những cái tỉnh ở biển của Zealand trong ngày thứ tư thì temporarily có nghĩa là tạm thời close, đóng những cái đường roads into, những cái đường tới into the town, tới những cái thị trấn for every weekend, vào mỗi cuối tuần until June 1st because of predicted good weather, bởi vì cái thời tiết sẽ tốt lên, and an expectation that emergency measures could be violated, có nghĩa là violated có nghĩa là bị gián đoạn. In Barcelona, Spain, officials have warned citizens to stick to time slots, có nghĩa là time slot nghĩa là khung thời gian when visiting the beach. And in the UK, ahead of a public holiday on Monday, councils for seaside towns, nghĩa là những cái thị trấn mà ven biển, thì cities have issued please là lời yêu cầu for crowds to stay away, nghĩa là đi ra chỗ khác đi, đừng có đến gần nhau vậy á. Summer, but with more rules, nghĩa là mùa hè nhưng mà với nhiều luật lệ hơn. Thì travel expert Tony Johnson told CNN that as the summer season approaches, people were about to, có nghĩa là sẽ có dự định làm gì, travel to beauty spots, nghĩa là những cái địa điểm đẹp như là bãi biển, either in the our countries or further afield, hoặc là những cái nơi khác. Thì he said that authorities need to prepare, cần phải chuẩn bị clear strategies, nghĩa là những cái phương hướng chiến lược rõ ràng, to deal with, để mà đối phó với influx of tourists, dòng người, and overcrowding
đám đông. As the holiday season begins, weather it arrives this weekend, mặc dù không biết là nó sẽ nâng cao lên vào cuối tuần này or mid-July hoặc là giữa tháng 7 thì certainly will rise, nó sẽ chắc chắn sẽ tăng lên thôi. It inevitable, nghĩa là không thể tránh được rằng chúng ta sẽ we will have good weather at some point across the continent, nghĩa là không thể tránh được là chúng ta sẽ có những cái thời tiết tốt và một những cái thời điểm trong cái lục địa này. And the problem will come up, nghĩa là vào vấn đề sẽ đến đấy. Thì ông Johnson head of the department, có nghĩa là một cái bộ gì đó, này là cái bộ hospitality, tourism and leisure, này là cái bộ thuộc về văn hóa du lịch đó. He said that instead of TV impose nghĩa là áp đặt những cái outright ban, nó nghĩa là cái luật cấm triệt để trên tourism, trên những cái về du lịch, thì authorities would do best to encourage good behavior on the beach, noting that closures will just push the problem elsewhere, nghĩa là chỉ ra rằng những cái việc đóng cửa thì chỉ đẩy cái vấn đề đi ra những nơi khác mà thôi. Thì cái local authorities in some countries have already started, đã bắt đầu to lay out. Lay out có nghĩa là phát thảo ra một guidelines, là cái những cái sự hướng dẫn on how they will reopen busy beaches following one of Europe's strictest lockdowns. Thì Spain thì sao, thì cái bộ trưởng về du lịch của Tây Ban Nha, ông Maroto, told local newspaper El Paris that the country was defining different scenarios, nghĩa là đã xác định nhiều cái viễn cảnh khác nhau for beach goers, có nghĩa là những người đi biển. We have to guarantee, phải chắc chắn là khi mà international tourism opens, nghĩa là khi mà du lịch quốc tế mở lại, thì that the person who comes to Spain, nghĩa là những người nào mà đến Tây Ban Nha, thì is a safe person, nghĩa là phải là một người an toàn. Ông Maroto recently, là gần đây, đã nói với tờ báo El Paris. On how you will be able to enjoy our beaches, nghĩa là bạn có thể sẽ tận hưởng cái bãi biển của chúng tôi bằng nhiều cách, nhưng mà we are defining different scenarios, nghĩa là chúng tôi đang xác định nhiều cái viễn cảnh khác nhau. Officers in the Mediterranean town of Canet, cái gì vậy, located north of Valencia, will only allow, chỉ có thể cho 5,000 Daily Sunbathers, nghĩa là người tắm tắm nắng on its local beach, nghĩa là chỉ cho 5,000 người vô thôi. Around half the usual number, nghĩa là chỉ bằng một nửa so với con số bình thường, usual number. Thì ở San Senso Glacier thì cleaning machines, là chà rửa máy móc, will be a regular feature, nghĩa là một cái đặc điểm tự nhiên bình thường. On the beaches and public bathrooms, là những cái nhà vệ sinh công cộng and shower areas, will be disinfected regularly, is disinfected có nghĩa là được khử trùng. Disinfect là khử trùng. Authorities in some French prefectures, những nhà cầm quyền ở một vài cái quận ở nước Pháp, thì such as Lens in France, Nouvelle-Aquitaine region, thì cái khu vực này have so far committed, cam kết to opening beaches only for dynamic individual physical activities.
có nghĩa là chỉ mở ra những cái hoạt động về thể chất, thể thao mà từng người thôi á. Johnson told CNN that with so many regions, particularly in Spain, Italy, France and Greece, có nghĩa là Spain, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Hy Lạp, the financially dependent on tourism, có nghĩa là họ phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, the officer should be keen to encourage, keen to nghĩa là thúc đẩy, thích vào cái việc mà thúc đẩy safe tourism, du lịch an toàn, and should have policies to promote những cái luật lệ để mà khuyến khích good hygiene, cái vệ sinh an toàn in public areas like bathrooms, có nghĩa là nhà vệ sinh, and eateries là nhà hàng hoặc là chỗ ăn uống. We have around, chúng ta có khoảng là 330 triệu người đang làm việc trong cái ngành du lịch, thì there is going to be a challenge, một cái thách thức giữa cái việc mà làm hài lòng the needs, cái yêu cầu and desires, cái desires, cái mong muốn của khách hàng, mong muốn của tourist, của những cái người đi du lịch, a change in behavior, một sự thay đổi trong cái cách đối xử. Thì as the weather warms, experts also worry that adherence, có nghĩa là sự tuân theo social distancing guidelines, là giãn cách xã hội, thì may have already begun to sleep, có nghĩa là có lẽ là sẽ trượt xuống, sẽ thấp xuống. In an ongoing study, researchers, các nhà nghiên cứu từ Đại học London thì found that less than, ít hơn 50% trong cái này thì một chữ đan thôi đủ rồi nha các bạn, không có hai chữ đan đâu. Under, dưới 50% những người trả lời dưới 30 tuổi thì compliant là tuân theo, hoàn toàn tuân theo với cái việc lockdown. Nhưng mà theo Susan thì professor of health psychology, có nghĩa là cái viện sức khỏe tâm lý, thì bảo CNN rằng thì cái bằng chứng from long term quarantine, những cái việc mà bị nhốt ở nhà lâu dài, situation, những cái tình huống như vậy, thì from around the world have shown that lack of compliance often comes as a result, từ cái kết quả từ cái việc nguyên nhân á, là boredom, sự chán nản, frustration, sự phẫn nộ, depression and anxiety, sự chán nản và lo lắng. If you think about the psychology of it, nếu bạn suy nghĩ về cái vấn đề khía cạnh tâm lý của nó, thì you weigh up, nghĩa là bạn đang nâng cao về cái pros and cons là bất lợi và thuận lợi của cái việc là staying indoors, ở trong nhà, versus với cái việc là going outside, có nghĩa là ra ngoài. Thì the arguments against going outside, nghĩa là cái mối arguments là không có sự tranh cãi giữa cái việc mà đi ra ngoài and meeting up with friends, gặp những người bạn, is that we still have a pandemic, chúng ta thì vẫn có cái pandemic, có nghĩa là cái cơn đại dịch này, and this virus transmits, có nghĩa là truyền, lan truyền very easily, rất là dễ dàng. She added that the better the weather, cô ta còn nói thêm rằng càng nhiệt độ, thời tiết càng tốt hơn thì càng có nhiều người sẽ ra ngoài nhiều hơn. Cấu trúc là the better, the more, the càng gì đó. But having said that, viral transmission, nhưng mà nói như vậy thì cái viral transmission, nghĩa là sự lan truyền mà rộng rãi, thì is overwhelmingly, nghĩa là tràn ngập, happening indoors, ngay cả ở trong nhà, not outside, không phải ra ngoài, ở ngoài đâu. Thì so actually outside is relatively safe, is people getting together indoors, nghĩa là mọi người thì
tụ họp lại ở trong nhà. That's the real problem. Đây là một vấn đề thật sự, là mọi người ở trong nhà chứ không phải là mọi người đi ra ngoài. For people to comply with, như với những cái người mà tuân theo social distancing guidance, tuân theo cái hướng dẫn về giãn cách xã hội, thì they also needed to be high levels of public concern. Có nghĩa là cần thiết để mà nâng cao cái mối quan ngại về cái cộng đồng về vấn đề COVID-19, thì and trust in authorities, và phải tin vào lãnh đạo. Thì government, she said, should be clear, phải rõ ràng, precise, chính xác và consistent, kiên trì với cái thông điệp vào mùa hè này. You know exactly who's allowed. Bạn phải biết chắc chắn rằng ai được quyền làm gì ở đâu, khi nào và ra sao. Risk of a second wave, một cái lo ngại về cái cơn sóng coronavirus thứ hai, thì virus death là những cái chết vì virus này thì đã giảm mỗi ngày ở Europe, nhưng mà nó có thể nâng lên thành con sóng thứ hai. Thì cái Bonhoeffer, giáo sư về sức khỏe ở tại Đại học nước Anh, thì bảo tờ CNN rằng cái the risk of virus transmission outdoors remains low, nghĩa là cái virus ở ngoài thì thấp, nhưng mà but encourage social distancing and hygiene. Ông ta ủng hộ cái giãn cách xã hội và sự sạch sẽ, hygiene, sự sạch sẽ như là rửa tay thường xuyên. The risk of spreading the virus would depend on how many people visit tourist hotspots. Hotspots là những địa điểm du lịch nóng hổi và được nhiều người tới, and how they act when they get there. Pointing to the UK, nhìn vào nước Anh thì which has seen a decline, giảm và cho với những cái con số người chết thì giảm trong những ngày gần đây, thì we've seen new cases drop, nghĩa là chúng ta thấy những cái ca mới thì giảm rất là đáng kể over the last 3 or 4 weeks, trong vòng 3 đến 4 tuần vừa rồi, thì if not longer actually, thật sự là không lâu nữa đâu. Thì and so we might not be actually that much risk associated on a personal level. Nghĩa là chúng ta sẽ không còn phải có nhiều là cái rủi ro khi mà nó liên quan đến cái cấp độ của mỗi người tương tác với nhau nữa. Tuy nhiên thì if we are seeing an increase, nếu chúng ta thấy một cái sự tăng lên trong những cái ca nhiễm này một lần nữa, và mọi người are packed in like sardines, có nghĩa là nằm chặt như cái cá hộp gì á, hay là rất là nhiều trên những bãi biển, or in surrounding, những cái khu vực xung quanh, xung quanh những cái pubs, quán bar, hoặc là những cái restaurant, nhà hàng and things like that, then that risk is quite high. The danger is that as we open up, cái nguy hiểm là nếu mà chúng ta mở lại thì that actually, thật sự là chúng ta có thể di chuyển tới một cái cơn sóng thứ hai.